này mình đi thư viện ha, thư viện của vùng Takaranong, Takaranong Library khá lớn. Đây là tất cả những cái giờ giấc và những cái vùng của Canberra có những cái library. Cái này là cái hai cái hộc này là để mình trả sách ha, mình mượn sách á, khi mà mình trả mà ngoài giờ làm việc á thì mình trả vào trong đó, mình bỏ vào trong cái thùng đó, thì trong mỗi cuốn sách nó có cái chip thì nó sẽ tự nhận. Đây mình đi vô đây thì mình sẽ gặp cái reception, cái mấy cái cô này cô sẽ giúp mình làm thẻ khi mà mình chưa có thẻ. Thì vô trong đây thì thư viện thì thường chỉ có sách thôi, thì khi mà mình chưa có thẻ đó thì mình ra mình đưa license của mình, cái bằng lái đó hoặc là student card hay gì đó, thì họ sẽ làm cho mình cái thẻ. Và khi mà mình muốn mượn những cái cuốn sách nào đó thì mình lựa rồi mình mang ra đây, mình bỏ cái quyển sách lên đây, mình scan cái thẻ của mình, cái thẻ của mình bỏ ngoài xe rồi, thì đại khái cái thẻ cũng giống như vậy thôi. Thì mình bỏ mình scan vô và mình scan cái số lượng sách là xong, thì mình mang sách về nhà thôi, rất là tiện lợi. Thì đúng ngày đúng giờ nếu mà mình không trả thì họ sẽ gửi email hay là gửi thư về nhà để nhắc nhở mình một hai lần gì đó, nếu mà mình không trả thì họ sẽ phạt. Ở đây thì có những cái computer, có những cái máy vi tính mình cũng được dùng miễn phí á, không có mất tiền, nhưng mà hình như cũng chỉ được nửa tiếng hay là 1 tiếng gì thôi, chứ không phải là mình có thể ngồi cả ngày đâu ha. Mình quên cái thẻ của mình ngoài xe rồi. À đây, mình chỉ được xài 1 tiếng thôi ha. Để mình đi qua cái chỗ mà cái khu công nghiệp. Ở đây đặc biệt là có lầu nữa, và từ cái view trên lầu sẽ rất là đẹp. Thì tí nữa mình đi lên. Sách ở đây cũng rất là theo thứ tự lắm nha mấy bạn. Giống như nó cũng là để nè, cái ở trên cái khu có cái bảng chỉ dẫn á, là sách dành cho người lớn ha. Đây nè, dễ tìm lắm, nó có theo những cái ký tự A, B, C, D ha. Đây nè, nếu mình á, không có thích tìm ở đây á, mình có thể lên computer mình search, lên máy vi tính đó, mình bấm cái tên sách mình muốn. Thì nếu mà mình không tìm ra đó thì những người ở cái quầy hồi nãy mình mới đi vô á thì họ sẽ chỉ cho mình, họ sẽ hỗ trợ mình. Đây là cái khu vực dành cho con nít ha, mình rất là thích những cái library nó có cái này. Đây, chỗ dành cho mấy đứa bé dễ thương lắm đó, để cuối tuần nó có thể phải đi chơi hoặc là cha mẹ đi đọc sách, đi ngồi đọc sách thì chúng nó có thể chơi ở đây, nó cũng có thể ngồi vẽ, ngồi đọc sách hay là làm những cái trò chơi gì đó mình rất thích, xếp giấy, tô màu, rất là dễ thương. Đây nhạc của mấy bé đó, khu dành cho mấy bé ha. Nè, sách cũng có những cái ký tự ở ngoài đầu này để dễ tìm. View cũng đẹp lắm. Nhà bây giờ chiều rồi, thì tắt gần giờ tắt nắng, gần sắp tắt nắng. Đây view ở ngoài nè. Bây giờ để mình đi lên lầu nha, đi lên lầu nhìn xuống sẽ đẹp hơn. Mình đi nhanh quá là nó rung.
Đây là không gian ở trên lầu để cho những cái group học sinh đó, họ có thể ở đây là gần kế bên một cái trường cao đẳng, cho nên là ngày thường đó, buổi trưa đó, mình vẫn thấy những cái em học sinh đó, đi qua đây học nhóm như kiểu Việt Nam mình đó. Hôm nay có tranh gì nè. Nè, nhìn view từ trên lầu nè. Thơ mộng ghê không? Cái cầu hồi nãy ở dưới mình nhìn thấy á, tí nữa mình sẽ xuống dưới đó rồi xong. Đây, cái cây này nó cao quá rồi. This is a reminder that the library will be closing at 5:30. The upstairs area is now closed. If anybody is working out there, cái cô này cũng đang nói là sắp đóng cửa ha, cho nên là giống như ở trên lầu á, thì bây giờ mọi người phải đi xuống. Có cái cô này cổ đang lên, cổ kêu mọi người đi xuống nè. Đây, những cái này là cũng là chỗ để mọi người cũng có thể xài, nhưng mà thường á bên này thì dùng cho để hỗ trợ cho giống như giáo viên với học sinh á. Thì thường trong cái giờ mà họ đi học á thì họ qua đây. Ở đây nè, họ có để nè, đó thấy không, đi học thì họ qua đây để họ cần search những cái thông tin, tìm những cái thông tin gì đó liên quan đến bài học, họ có thể học chung học nhóm, làm những cái assignment. Ok, thư viện thì chỉ vậy thôi, toàn sách là sách. À, ở đây cũng có máy in và photocopy luôn nha. 20 sen một tờ, mình coi đúng không? Mình có thể in bằng USB, có thể scan luôn nè. Và tất cả là mình phải tự làm hết. Không có, nếu mà mình cần thì mấy cái cô kia sẽ hỗ trợ, nhưng thông thường ở bên này á, cái gì mình phải tự tay làm hết á. Đây, mình bỏ tiền vào đây, 20 sen một tờ giấy A4, 40 sen tờ giấy A3. Đó, thì mình có thể bỏ 2 đồng, 1 đồng, 20 sen, 10 sen. Mình không có chấp nhận 50 sen thôi. Rồi, vậy nha. Mấy bạn đã biết cái library bên này rồi ha, cái thư viện bên này nó ra tại sao rồi ha. Ok, chào mấy bạn nha. Bye bye.